trình tổ chức năm hôm nay á, là phù hợp cho em bé. Còn người lớn thì cũng có những cái khu để mà cho người lớn mình họ có thể enjoy được. Chê việc em cảm thấy phù hợp cho giới trẻ, phù hợp với gia đình đến vui chơi. Long cảm thấy là cái không gian như vậy sẽ phù hợp với cái hoạt động team building. Khu sông nước thì sẽ vẫn được ngăn cách khá tốt để cho các em không có phải nguy hiểm. Và khu ở trong thì rất là rộng rãi thoáng mát. Sau khi tham quan cái làng Chê Việt này á, thì mình cảm giác là sau những cái trò chơi hoạt động ngoài trời với lại cái ban tổ chức thì công ty mình thật sự rất là hài lòng về dịch vụ. Các em nhỏ được chơi rất là thoải mái, rồi những trò chơi rất là sáng tạo, và ban tổ chức hỗ trợ rất là nhiệt tình. Còn về dịch vụ trò chơi thì hồi nãy mình mới chơi thử một cái gọi là thuyền trên sông nước thôi, mình rất là vừa lòng, là anh ấy chở đi rất là cặn kẽ kỹ lưỡng. Nhưng mà còn mấy trò chơi khác thì hy vọng là để thay đồ xong rồi khám phá tiếp. Tóm lại là good.